Hello mọi người. Hiện tại đang là 9 giờ sáng mọi người. 9 giờ rưỡi sáng. Ngày trời tháng 4 rồi mà giờ lại tuyết rơi mọi người. Thời tiết Phần Lan biết nói dối quá mọi người. Thường thì là mùa này thì không còn tuyết nữa. Nên hôm nay thì trời tuyết rơi rất là đặc luôn. Rơi từ sáng mà. Như này theo mình quan sát thì là rơi từ tầm 7 giờ 8 giờ sáng rồi đó mọi người. Trời thì càng lúc nặng hạt này. Này là phía sau nhà mình này. Phía sau này thì là đó là khu công viên để cho trẻ em chơi ấy mọi người. Bữa thì mình có đi một lần cho mọi người coi rồi. Ở phía đằng kia thì là sau cái cây này là chỗ để trẻ em chơi xích đu rồi là các kiểu luôn, nhiều lắm. Mùa hè thì chắc chắn sẽ rất là nhiều trẻ em qua đây chơi này. Một phần là khu của mình thì là rất là nhiều trẻ em luôn. Trẻ em người Ukraine, người Nga cũng có này. Là nói chung là rất là nhiều luôn. Bữa thì mình có dẫn anh Sally một lần ở đằng sau đây. Bữa hôm đó thì là trời nắng mọi người. Trời nắng nhưng mà có gió, hơi có gió thôi. Quá trời trẻ em qua đó chơi. Mới mặc đồ cho anh Sale xong, gia đình mình đi qua nhà bác Manhattan. Đây này, tuyệt trời quá trời luôn này. Kia là con quạ mọi người ạ. Con quạ này là không đen như ở Việt Nam mình đâu. Quạ này kiểu có màu vừa đen vừa xám mọi người. Hôm nay thì mình nhận thấy hôm nay thì là từ hồi nãy mình đi xe từ nhà mình ấy qua đây ấy, là chỗ đường người ta đi bộ. Kiểu ít người qua lại mọi người, mình chưa thấy dấu chân. Có khi là người ta đi từ hồi sáng, giờ thì cũng gần trưa rồi, nên là tuyết nó rơi nhiều ấy thì nó sẽ lấp đi lại. Đây là đường vào nhà bác này mọi người. Tuyết này thì nó rơi xuống áo mình hoặc là xuống điện thoại mình đi đây thì nó sẽ tan luôn mọi người. Tại nhiệt độ ngoài trời thì là kiểu không lạnh lắm mọi người, nên là nó không có đông lại, nó rơi xuống chỗ nào là nó ướt luôn, ướt áo mình luôn này. Như kiểu mưa ấy, mọi người, cái này kiểu mưa tuyết ấy. Đây này, về mình đây này. Quá trời tuyết luôn. Đi bộ như này thì hơi khó khăn mọi người. Bây giờ vào nhà bác thôi, xem bác nấu món gì. Nathan nhầm chưa nào ấy? Anh em đang ngồi chơi đây. Nathan! Một lần qua nhà bác là anh sẽ chơi với anh là vui lắm mọi người. Tại nhà anh thì rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây này, bên kia là 2-3 thùng luôn. Toàn đồ chơi không à. Đây đồ ăn bác nấu đây mọi người. Đây là cá này. Cá này thì bác mua ở chợ Châu Phi bác nhỉ. Chợ Châu Phi thì người ta hay bán loại cá này này. Cá này không biết là tên gì mọi người. Như là cá thu sao nhỉ. Cá thu kiểu cá thu là lớn đấy mọi người. Người ta bắt kho thơm quả dứa mọi người, quả dứa với cà chua này, các kiểu này nhìn rất là hấp dẫn nha. Còn đây là canh lá mì mọi người. Lá mì em rê bát tim à? Lá mì thì cũng mua ở chợ ở Châu Phi luôn. Ở chợ Châu Phi thì người ta hay bán lá mì mọi người, nhưng mà kiểu là người ta xay sẵn á. Mình Hồi lúc đầu mình mới qua Phần Lan mình cũng hơi bất ngờ. Tại Châu Phi thì người ta cũng ăn lá mì như kiểu người gia đai mình nhé. Canh lá mì này thì là bác nấu với cà lớn mọi người. Cà lớn với cà pháo nhỏ nhỏ, cà pháo xanh đây này. Còn phía dưới này là bác đang nướng thịt ba chỉ mọi người. Thịt này vừa mỡ vừa nạc.
Mình rất là khoái ăn luôn, nhưng mà kiểu ăn nhiều thì nó ngán mọi người. Ăn hàng ngày thì nó ngán. Đây là canh bí đao mọi người. Bí đao này chị cũng mua ở chợ Châu Phi luôn. Tại hôm qua thì gia đình bác có đi chơi trên Ô Lu mọi người, thành phố lớn ấy. Thành phố lớn ở miền Bắc. Chợ Châu Phi thì rất là nhiều loại đồ ăn luôn. Tha hồ mua luôn mọi người. Anh Nathan là lâu lâu không gặp em Ansel, là bắt đầu là đợi bố phải chở qua nhà Ansel chơi mọi người. Nathan. Lâu lâu giờ ăn chơi qua và anh chơi thì đã buồn mọi người. Ở nhà thì chơi một mình. Ở trước nhà gần thì có thể qua hàng ngày, nhưng mà hiện tại thì nhà khá là xa. Mày cứ bảo, mày cứ bảo. Mày chào.